Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Tổn thất 14.600 quân, Ukraine nhận kết cục thảm khốc tại Kursk. Ukraine đối mặt với áp lực xây dựng kế hoạch B. Tổng thống Putin nêu lý do tăng quy mô quân đội lên hàng thứ hai thế giới. Tổn thất 14.600 quân, Ukraine nhận kết cục thảm khốc tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 9 ra tuyên bố cho biết quân đội Nga đang tiếp tục đẩy lùi hàng loạt các cuộc tấn công của Ukraine, cũng như đẩy lùi các nỗ lực tấn công của đối phương vào các khu định cư ở tỉnh Kursk, bắt giữ một số quân nhân Ukraine. Theo thống kê của Moscow, kể từ khi bắt đầu tấn công Kursk, tổn thất của Ukraine lên tới 14.600 quân, 121 xe tăng, 50 xe chiến đấu bộ binh, 92 xe bọc thép chở quân, 758 xe chiến đấu bọc thép, 447 xe, 107 khẩu pháo, 28 bệ phóng pháo phản lực phóng loạt, bao gồm 13 tổ hợp do Mỹ sản xuất, trong đó có 7 tổ hợp HIMARS, 8 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không, 4 phương tiện vận tải bốc hàng, 26 trạm radar, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 14 thiết bị kỹ thuật và công binh, trong đó có một xe rà pháo bom mìn UR-77. Con số thương vong lớn cho thấy những tổn thất nặng nề mà Ukraine đang phải trả giá cho hành động tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga kiêm tư lệnh lực lượng đặc biệt Akmat, Thiếu tướng Ati Alodinov cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 2 cầu phao do quân đội Ukraine thiết lập tại Kursk trong tuần qua. Ông tuyên bố lực lượng Ukraine đang cố gắng giữ vững các vị trí nhưng không thành công, trong khi quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công hàng ngày. Ở chiều ngược lại, Ukraine tuyên bố chiến dịch phản công của Nga ở tỉnh Kursk đã bị ngăn chặn và không đạt được thành công. Tuy nhiên, người phát ngôn của quân đội Ukraine thừa nhận phía Nga đã đạt được một số thành công nhỏ tại Kursk. Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Kiev đã tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư và hơn 1.300 km lãnh thổ Nga. Ukraine đối mặt với áp lực xây dựng kế hoạch B. Bên ngoài chiến trường, các quốc gia phương Tây đang tiếp tục gây áp lực muốn Ukraine phải vạch ra mục tiêu thực tế hơn cho cuộc xung đột hiện nay, khi lực lượng Nga tiếp tục đà tiến quân trên nhiều mặt trận. Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022, lãnh đạo Ukraine luôn khẳng định phải đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ trước khi bắt đầu đàm phán hòa bình. Phương Tây vẫn ủng hộ mục tiêu lâu dài của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đó là giành lại lãnh thổ. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng Kiev cần phải chuẩn bị cho kế hoạch B với những mục tiêu và chiến lược thực tế hơn. Điều đó có thể giúp các quan chức phương Tây thuyết phục cử tri trong nước về duy trì cung cấp vũ khí và viện trợ khác cho Ukraine, giữa lúc Nga tiếp tục đạt nhiều bước tiến trên chiến trường và sự mệt mỏi trong nền tảng ủng hộ Ukraine đang ngày càng hiện rõ hơn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy tuần trước đã tới Ukraine, được cho là để thảo luận về cách định nghĩa chiến thắng tốt nhất cho Ukraine và những khoản viện trợ mà Kiev có thể đạt được. Một số quan chức cấp cao khác của Mỹ và châu Âu cũng đến Kiev trong những tuần gần đây. Các cuộc đối thoại cho thấy căng thẳng từ lâu giữa Kiev và phương Tây xoay quanh mong muốn đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi Ukraine và thực tế trên chiến trường. Quan chức cấp cao của châu Âu tiết lộ rằng Ukraine đã được thông báo rằng kịch bản chiến thắng hoàn toàn sẽ đòi hỏi phương Tây viện trợ hàng trăm tỷ đô la Mỹ, điều mà cả Washington và châu Âu đều không thể làm được. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken đến Kiev không nhằm buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Đàm phán chấm dứt xung đột sẽ là kết quả khả thi nhất, nhưng thời gian và điều kiện để tiến hành điều này đều phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky. Tổng thống Zelensky dự kiến có chuyến thăm quan trọng tới Mỹ trong tháng này để trình bày kế hoạch chiến thắng. Ông Zelensky mong muốn gặp Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, để thuyết phục họ ủng hộ kế hoạch. Tuy nhiên, chưa rõ các cuộc gặp có thể diễn ra hay không. Quan chức ngoại giao phương Tây nhận xét, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây sẽ rất quan trọng, có thể định đoạt mức độ hỗ trợ của Washington đối với Kiev trong tương lai. Ít người tin rằng phương Tây sẽ duy trì mức độ hỗ trợ hiện tại cho Kiev trong những năm tới. Đề xuất hòa bình mới của ông Zelensky là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Ukraine đang điều chỉnh lập trường về xung đột. Nhiều quan chức Ukraine, Nga và phương Tây tiết lộ Kiev hồi giữa năm đã cân nhắc đàm phán với Moscow về hạn chế tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy số người Ukraine sẵn sàng chấp nhận đàm phán hòa bình đang tăng trong khi hơn 50% vẫn ủng hộ chiến đấu để giành lại toàn bộ lãnh thổ. Một số đồng minh thân cận nhất với Ukraine như Ngoại trưởng Litva thì cảnh báo rằng quyết tâm của phương Tây nhằm giúp Kiev giành lại lãnh thổ đang suy giảm. Ông cũng lặp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky về tăng tốc viện trợ và nới lỏng rào cản về sử dụng vũ khí tầm xa. Thời điểm hiện tại được xem là nhạy cảm với Ukraine khi mùa đông đến gần và lực lượng Nga thì đang liên tục tấn công trên các mặt trận ở miền đông. Chiến dịch tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk của Nga được ca ngợi là đòn giáng vào Điện Kremlin, nhưng nhiều người ở phương Tây lo ngại hoạt động sẽ làm cạn kiệt khả năng phòng thủ của Kiev về lâu dài. Quan chức Ukraine kỳ vọng cuộc tấn công Kursk sẽ buộc Nga phải rút quân từ mặt trận Donbass, bao gồm tỉnh Donetsk và Lugansk để đối phó. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Kiev không đạt được mục tiêu và Moscow thì đang tiếp tục đẩy mạnh tiến công ở chiến trường miền đông. Tổng thống Putin nêu lý do tăng quy mô quân đội lên hàng thứ hai thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho biết sắc lệnh gần đây về việc tăng quy mô lực lượng vũ trang được thúc đẩy bởi nhu cầu biên chế các đơn vị trong khuôn khổ mới. Phát biểu tại sự kiện mới diễn ra hôm 18 tháng 9, ông Putin nói rằng các chính quyền khu vực và liên bang cần hợp tác chặt chẽ để giải quyết một nhiệm vụ quan trọng, đó là đảm bảo lực lượng vũ trang được biên chế những người có kỹ năng được đào tạo, nhân sự có kỹ năng và được đào tạo, bao gồm các đơn vị và đội hình sẵn sàng chiến đấu thường trực trong các quân khu mới. Sắc lệnh mới được công bố về việc tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang nhằm mục đích giải quyết mục tiêu này. Tổng thống Putin cho biết sắc lệnh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12. Trước đó, Tổng thống Putin hôm 16 tháng 9 đã ra lệnh tăng quy mô quân đội Nga lên thêm 180.000 quân, lên mức gần 2,4 triệu người, trong đó 1,5 triệu người là lực lượng chiến đấu. Động thái giúp Nga có quân đội lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, một tổ chức tư vấn quân sự hàng đầu, sự gia tăng như vậy sẽ giúp Nga vượt qua Mỹ và Ấn Độ về số lượng binh sĩ chiến đấu tại ngũ. Đây là lần thứ 3 Nga mở rộng quy mô quân đội kể từ khi mở rộng chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Động thái diễn ra trong bối cảnh Moscow đang tăng tốc tiến công trên miền đông Ukraine và tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine chiếm giữ lãnh thổ ở tỉnh biên giới Kursk. Tổng thống Putin hồi tháng 2 đã ký sắc lệnh tổ chức lại cơ cấu quân đội Nga. Sắc lệnh bãi bỏ quân khu phía Tây và Bộ Tư lệnh Chiến lược Chung Hạm đội phương Bắc, từng được gọi là quân khu phía Bắc. Thay vào đó, sắc lệnh chỉ thị thành lập quân khu Leningrad và quân khu Moscow. Sắc lệnh của Tổng thống Putin còn đưa 4 vùng sáp nhập từ Ukraine, bao gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk vào quân khu phía Nam của Nga. Moscow đã sáp nhập các vùng trên vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân Ý gây nhiều tranh cãi. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow với các vùng này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sắc lệnh của Tổng thống Putin là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga cho biết một phần lý do của việc mở rộng là thành lập các cấu trúc và đơn vị quân sự mới để cải thiện an ninh ở phía Tây Bắc Nga sau khi các quốc gia láng giềng như Phần Lan gia nhập Liên minh quân sự NATO. Ngoài ra, Nga cũng bày tỏ lo ngại việc Mỹ có khả năng sẽ triển khai tên lửa tại khu vực Nhật Bản.